Tên tôi là Nguyễn Huu Hoa, tôi là đội trưởng của đội bảo vệ rừng của khu bảo tồn Sao La. Tôi sinh ra và lớn lên ở gần khu bảo tồn Sao La. Thì từ nhỏ thì vì là sống ở gần rừng nên tôi nhìn thấy nhiều các động vật hoang dã. Sau khi học xong trường nông lâm xong thì tôi xin vào là khu bảo tồn Sao La để bảo vệ cả cái loài động vật hoang dã đó. Mỗi đợt thì chúng tôi đi khoảng 50 km. Và bất chấp trời nắng hoặc là mưa thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi tuần tra. Toàn bộ diện tích của khu bảo tồn thì 15.520 hecta thì có thể đi kiểm tra một cái khu vực nào đó là có thể đó là một cái điểm nóng hoặc là một cái điểm định kỳ để đi để kiểm tra. Gặp các cái bầy thú ở trong rừng thì chúng tôi có thể phá hủy toàn bộ các cái bầy, và nếu những các cái bầy mắc các cái động vật thì chúng tôi kiểm tra sức khỏe động vật xong rồi cũng thả động vật về lại môi trường tự nhiên. Mỗi chuyến đi thì có thể bảy số lượng nhiều hay ít là tùy theo là khu vực, nên cũng không đoán được cái số lượng của là bao nhiêu cái bảy trong một đợt. Mà những cái bảy mà mình sẽ gặp ở trong rừng là họ thường làm nhiều loại, nhưng chủ yếu là thợ cả tay thợ sắn là họ làm cả bảy trặc, còn có thể là bảy kẹp và có nhiều loại bảy khác. Chúng tôi vào kiểm tra tiểu khu 3/8 thì đó là một cái tiểu khu cũng là nóng về cả cái điểm bảy, và khu vực đó cũng là gần dân. Thì chúng tôi phát hiện có một cái dấu người dân mới đi, thì chúng tôi lần theo dấu vết thì phát hiện gặp một cái giống bầy rất là dài, và qua kiểm tra giống bầy thì chúng tôi gặp một cái con cha bá chân nâu mới mắc bầy. Qua kiểm tra động vật thì chúng tôi thấy cha bá chân nâu vẫn là khỏe mạnh, đảm bảo sống ở môi trường tự nhiên, thì chúng tôi tiến hành kiểm tra xong thả động vật về lại môi trường tự nhiên. Các cái bầy chúng tôi đã gặp thì chúng tôi đã phá hủy tất cả các cái hàng rào và thú dây bầy về đem nộp ở là văn phòng khu bảo tồn Sao La. Cái vụ tôi đáng nhớ nhất là chúng tôi đang đi tuần tra thì gặp hai người thợ săn, họ cũng mang theo vũ khí rất là hung dữ muốn chống đối lại chúng tôi, nhưng mà sau một cái thời gian chúng tôi đã thuyết phục họ, nên là họ mới nộp súng và chúng tôi sẽ băng giao súng lại cho là đồn biên phòng 637. Mỗi lần đi tuần tra mà gặp cả cái sự việc ở trong rừng á, thì mỗi lần về thì có nhiều người họ sẽ chặn đường và dọa nạt, nhắn tin, họ điện thoại để dọa chúng tôi. Thì chúng tôi đã trả lời là tôi làm việc nhà nước thì tôi cũng không sợ. Theo tôi là những người bảo vệ rừng thì cần phải là tâm huyết với nghề. Và cái là trước tiên là mình phải tuyên truyền cho người dân biết, là hiểu biết về cái động vật hoang dã. Mà cái mình muốn để cho người dân biết thì trước tiên mình phải không dùng cả cái thịt động vật hoang dã. Lúc đó mình mới tuyên truyền cho người dân để họ mới là nghe theo những người là thực thi pháp luật như là chúng tôi.